Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới nhất để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rông, dự báo thời tiết tháng 5 năm 2023. Nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Tổng quan thời tiết hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo thêm, nắng nóng sẽ tiếp tục trở lại miền Nam. Nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở miền Đông, vài nơi ở miền Tây, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Do nền nhiệt ban ngày cao nên khi mưa có khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Chi tiết thời tiết hôm nay tại các tỉnh thành trên cả nước. Thời tiết tại khu vực Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ C. Dự báo thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày hôm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ít mây, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 26 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 31 độ C. Các tỉnh thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Đông Nam Bộ nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 36 độ C. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm ngày 1 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Theo đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục bước sang thời tiết trong giai đoạn này, chuyển từ trạng thái nắng nhẹ sang nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Bắc Bộ từ đêm ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 vẫn có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5 có nắng nóng cục bộ. Sau đó từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ tăng cao. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5, nắng nóng có xu hướng dịu xuống. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 có nắng nóng trên diện rộng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng từ 2 đến ngày 3 tháng 5, sau đó nhiệt độ giảm nhẹ. Dự báo thời tiết hôm nay tại các địa điểm du lịch: Sapa ban ngày, dông vào buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất 20 độ C, gió nam và có thể thay đổi, khả năng mưa 50%. Ban đêm dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, gió nam có thể thay đổi, khả năng mưa 60%. Hạ Long ban ngày, chủ yếu trời trong, nhiệt độ cao nhất 27 độ C, gió đông đông nam ở tốc độ 10 đến 15 km/h. Ban đêm chủ yếu trời trong, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C, gió đông và có thể thay đổi. Nha Trang ban ngày chủ yếu trời trong, nhiệt độ cao nhất 33 độ C, gió đông bắc ở tốc độ 15 đến 25 km/h. Ban đêm phần nào có mây, có thể có dông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, gió bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/h, khả năng có mưa 30%. Đà Lạt ban ngày phần nào có mưa, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 28 độ C, gió đông và có thể thay đổi, khả năng có mưa 30%. Ban đêm phần nào có mây, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, gió đông bắc có thể thay đổi. Phú Quốc ban ngày phần nào có mây, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, gió đông đông nam ở tốc độ 10 đến 15 km/h, khả năng có mưa 60%. Lượng mưa ở khoảng 25 mm, ban đêm dông từ sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, gió đông đông nam ở tốc độ 10 đến 15 km/h, khả năng có mưa 50%. Chỉ số không khí hôm nay, Hà Nội chất lượng không khí kém ở mức 116 US AQI,
ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của nhóm nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Đà Nẵng chỉ số không khí trung bình ở mức 53 USIQE, ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số không khí trung bình ở mức 73 USIQE, ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài. Dự báo thời tiết tháng 5 năm 2023, nắng nóng trên diện rộng. Dự báo thời tiết tháng 5 năm 2023, nắng nóng trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo sớm về hoạt động thời tiết tháng 5. Theo đó, từ cuối tháng 5 đến tháng 7, miền Bắc khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi 6 đến 8 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng từ 2 ngày trở lên. Nhiệt độ trung bình các tháng 5, 6, 7 tại miền Bắc ở mức cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Trong thời gian trên, miền Bắc chịu ảnh hưởng của 1 đến 3 đợt mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức 500 đến 700 mm, xấp xỉ cùng kỳ trung bình nhiều năm. Từ nay đến tháng 5 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông, phù hợp với quy luật khí hậu. Ngoài ra, nắng nóng là hiện tượng thời tiết đang được người dân quan tâm, đặc biệt là thời điểm nắng nóng bắt đầu. Theo đó, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 5 năm 2023. Trong đó, nhiệt độ trung bình các tháng ở Bắc Bộ từ 27 đến 29 độ, vùng núi cao 22 đến 24 độ, nhiệt độ trung bình tại Trung Bộ 27,5 đến 29,5 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình các tháng tại Tây Nguyên 25 đến 27 độ, nhiệt độ trung bình tháng tại Nam Bộ 28,5 đến 30 độ. Ngoài ra, trong 2 tuần cuối tháng 5, vùng thấp nóng của phía Tây tiếp tục phát triển, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông sau mỗi đợt nắng nóng. Người dân cần đề phòng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, lượng nắng và lượng mưa được dự đoán sẽ nhiều hơn so với 2 tuần đầu tháng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa gia tăng dần trong giai đoạn nửa cuối tháng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Theo đó, nắng nóng sẽ suy giảm. Đó cũng là khoảng thời gian đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa dông xuất hiện sẽ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, gió giật và sấm sét. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, tại khu vực ven biển của Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt chiều cường. Độ cao mực nước tại trạm Vũng Tàu trong các đợt chiều cường này đều ở mức dưới 4,05 m. Do vậy, chiều cường ít có nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông các khu vực ngoài đê. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới Nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình.